Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện nước Mỹ của Tý. Ở phần 2 của vlog Người Mỹ dần chết sớm, chúng ta sẽ chứng kiến thêm những câu chuyện về người Mỹ hiện tại đang đi vào ngõ cụt, kính thưa quý vị. Một cột mốc bị bỏ lỡ. Năm 1900, tuổi thọ trung bình khi sinh ra ở Hoa Kỳ là 47 tuổi. Các bệnh truyền nhiễm thường xuyên cướp đi tính mạng của những đứa trẻ khi còn nằm trong nôi. Về cơ bản, bệnh tật là không thể chữa khỏi ngoại trừ những mẹo vặt của hệ thống miễn dịch của con người. Thứ mà các bác sĩ có hiểu biết tối thiểu, kính thưa quý vị. Và sau đó là một thế kỷ chứng kiến tuổi thọ tăng cao vượt xa tiêu chuẩn trong Kinh Thánh là 30 năm. Các công cụ mới chống lại bệnh tật bao gồm thuốc kháng sinh, insulin, vaccine và cuối cùng là chụp CT và MRI. Những nỗ lực y tế công cộng đã cải thiện điều kiện vệ sinh và cung cấp nước, an sinh xã hội và Medicare giảm bớt nghèo đói và bệnh tật ở người già. Sự gia tăng tuổi thọ đã trở thành bằng chứng cuối cùng về sự tiến bộ xã hội của Mỹ ở thế kỷ 20. Từng thập kỷ trôi qua, con số này tiếp tục tăng lên. Và đến năm 2010, đất nước này dường như đang tiến tới cột mốc 80 một cách không thể tránh khỏi. Nhưng cả nước Mỹ không bao giờ vươn đến được con số đó. Tỷ lệ tử vong ngày càng gia tăng bất chấp những tiến bộ trong y tế công cộng và phương pháp điều trị y tế. Một số nguyên nhân gây tử vong vẫn gia tăng trong nhiều thập kỷ ở người lớn từ 35 đến 64 tuổi. Bệnh thận từ năm 2000 đến năm 2022 đã tăng lên với con số 7 người chết trên 100 người. Bệnh béo phì tăng từ con số 1 trên 100 người lên đến con số 4 trên 100 người cho đến năm 2022. Bệnh tiểu đường từ 10 người chết năm 1980 trên 100.000 người đến năm 2022 là hơn 19 người trên 100.000 người, kính thưa quý vị. Và những con số này là những con số trên 100.000 người. Riêng bệnh tăng huyết áp từ năm 1980 với con số gần 10 người chết trên 100.000 người đến năm 2022 đã vươn đến con số 18 người chết trên 100.000 người, kính thưa quý vị. Và cuối cùng là bệnh gan. Năm 1980, hơn 25 người chết trên 100.000 người và đến năm 2022 với những tiến bộ của khoa học, bệnh gan vẫn gây tử vong gần 25 người trên 100.000 người, kính thưa quý vị. Một phần những điều đó phản ánh cách Hoa Kỳ tiếp cận vấn đề sức khỏe. Elena Marsh, cựu giám đốc chính sách y tế và môi trường của thành phố Houston cho biết, đây là một đất nước mà chúng tôi nghĩ sức khỏe và y học là như nhau. Bà nói, quốc gia này đã xây dựng nên một khu liên hợp công nghiệp y tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la nhưng vẫn chưa đạt được thành quả, kính thưa quý vị. Rõ ràng là có đầu tư từ phía chính phủ và Bộ Y tế, nhưng những thành quả đạt được cho tới ngày hôm nay vẫn quay trở lại những năm 80, 90 và 2000, kính thưa quý vị. Marx, một thành viên chính sách y tế cấp cao tại Viện Chính sách Công Baker của Đại học Rice cho biết, chúng tôi có niềm tin bất diệt vào công nghệ mới lớn và một loại thuốc cho mọi thứ, khả năng tiếp cận bao nhiêu là máy chụp MRI. Tùy theo mong muốn của chúng tôi, hơn 80% kết quả sức khỏe được quyết định bởi các yếu tố phi y tế. Tuy nhiên, tất cả chúng ta, tất cả người Mỹ đang ở trên chuyến tàu này và chúng ta sẽ phải tiếp tục đi. Thảm họa, hoặc còn gọi là đại dịch, Á phiện là một thảm họa đặc biệt của Hoa Kỳ, là một yếu tố dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia ngang hàng từ GDP và những tiêu chuẩn khác. Những vấn đề khác bao gồm cả tỷ lệ bạo lực súng ống, nạn tự tử và tai nạn xe hơi cao. Tí muốn nhấn mạnh cho quý vị là tai nạn xe hơi ở Mỹ đang hiện tại ở mức con số rất cao. Nhưng một số bệnh mãn tính, béo phì, bệnh gan, tăng huyết áp, bệnh thận và tiểu đường cũng gia tăng ở những người từ 35 đến 64 tuổi. Các ban biên tập và ban điều tra nhận thấy và đóng một vai trò không được đánh giá đúng mức trong sự suy giảm tuổi thọ trước đại dịch. Và sau đó, COVID tấn công Hoa Kỳ. Theo CDC, vào năm 2021, tuổi thọ trung bình giảm xuống đạt 76,4%, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 1990. Đại dịch
đã làm tăng thêm khoảng cách chủng tộc với tuổi thọ vốn đã được thu hẹp trong những thập kỷ gần đây. Năm 2021, tuổi thọ của người Mỹ bản địa là 65 tuổi, tức người da đỏ, đối với người Mỹ da đen là 71 tuổi, và đối với người Mỹ da trắng là 76 tuổi, và đối với người Mỹ gốc Tây Ban Nha là 78 tuổi, và người Mỹ gốc Á là 84 tuổi. Trong khi đó, người Việt Nam ở đất nước Việt Nam hoàn toàn là 75,64 tuổi, kính thưa quý vị. Theo CDC, Tổ chức Y tế của Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong giảm vào năm 2022 do đại dịch giảm bớt. Và khi dữ liệu về tuổi thọ cho năm 2022 được hoàn thiện vào mùa thu này, tỷ lệ này dự kiến sẽ hồi phục một phần. Nhưng Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng thoát khỏi hố tử thần khổng lồ. Trong hơn một thập kỷ, các nhà nghiên cứu hàn lâm đã công bố hàng loạt các báo cáo về sự suy giảm tuổi thọ, kính thưa quý vị, và một báo cáo quan trọng năm 2013 của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia cho rằng cuộc sống người Mỹ đã ngắn hơn do sức khỏe đã kém hơn, đã than thở về sự suy thoái của nước Mỹ so với các quốc gia có GDP ngang hàng và các tiêu chuẩn khác. Stephen H. Wolf, giáo sư Đại học Virginia Commonwealth và đồng biên tập báo cáo năm 2013 cho biết đó là cảm giác chiếc xe buýt đang lao thẳng vào vách đá và dường như không ai quan tâm, từ người dân đến những giai cấp, những tầng lớp của đất nước này. Vào năm 2015, các nhà kinh tế Anna Case và Angus Deaton của Đại học Princeton đã thu hút sự chú ý của cả nước với một nghiên cứu về tỷ lệ tử vong gia tăng ở người Mỹ da trắng ở tuổi trung niên, mà họ liên kết với việc những người không có bằng đại học bị gạt ra ngoài lề xã hội và với những cái chết vì tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều có thể thấy những số liệu thống kê nghiệt ngã. Tuy nhiên, cơ sở chính trị phần lớn đã bỏ qua vấn đề này. Chúng tôi mô tả nó, chúng tôi than thở về nó, Derek M. Griffith, giám đốc Trung tâm Bình đẳng Sức khỏe Nam giới của Đại học Georgetown cho biết. Chúng tôi đã chấp nhận điều đó. Không ai phẫn nộ về việc người Hoa Kỳ có tuổi thọ ngắn hơn cả. Nó có thể là một thống kê khó hiểu đó quý vị. Nhưng tuổi thọ là một bức ảnh chụp nhanh, góc rộng về tỷ lệ tử vong trung bình của mọi người ở những nơi hoặc nhóm tuổi khác nhau. Nó thường được biểu thị bằng tuổi thọ khi sinh ra, nhưng con số không đeo bám một người từ trong nôi. Như thể đó là một lời tiên đoán. Và nếu một quốc gia có tuổi thọ trung bình, khi sinh là 79 tuổi, điều đó không có nghĩa là một người 78 tuổi chỉ còn sống được một năm, kính thưa quý vị. Dù có thể khó hiểu đến đâu, thước đo tuổi thọ vẫn là thước đo hợp lý về sức khỏe tổng thể của một quốc gia, và ở nước Mỹ hiện tại thì không tốt lắm. Bị bỏ lại phía sau. Đối với câu chuyện này, thì chúng ta tập trung về một cái khu vực tên là Louisville và các quận bên kia sông ở miền nam Indiana. Khu vực Louisville không có tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất trong cả nước, nhưng nó có những thách thức về sức khỏe điển hình ở vùng trung tâm và cung cấp một loạt các cộng đồng thành thị, ngoại ô và nông thôn và các yếu tố văn hóa của miền Trung Tây Hoa Kỳ và miền Nam Hoa Kỳ. Tỷ lệ tử vong của khu vực đông dân cư giảm thấp hơn những nơi khác. Ở người lớn từ 35 đến 64 tuổi, nhìn chung tương tự như 4 thập kỷ trước, dù khu vực thành thị đông đúc hay ở vùng nông thôn nước Mỹ vào những năm 1990, cư dân nông thôn bắt đầu có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với những người dân ở khu vực thành thị. Bắt đầu với Louisville, bên bờ sông Ohio, một thành phố có thành tích vượt trội khi nói đến Americana. Churchill Downs, quê hương của trận Derby, Kentucky, ngắm nhìn nhiều công viên công cộng được thiết kế bởi huyền thoại Frederick Law Olmsted. Khu trung tâm thành phố là nơi bạn sẽ tìm thấy trung tâm Muhammad Ali, bảo tàng và nhà máy Slugger Louisville, cũng như vô số quán bar trên những gì mà những người quảng bá đã mệnh danh là đường mòn Urban Bourbon. Vào mùa hè này, những đám đông khổng lồ đã tụ tập ở bờ nam Ohio để xem các buổi hòa nhạc miễn phí vào các ngày thứ tư ở Waterfront. Thấp thoáng trên bãi cỏ rộng lớn là một cây cầu đường sắt đã được chuyển đổi có tên là Big Four, nơi luôn có rất nhiều người đi bộ, đi xe đạp hoặc chạy bộ tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng bất chấp tất cả sự sôi động của nó, tuổi thọ của Louisville ngắn hơn khoảng 2 năm so với mức trung bình toàn quốc và khoảng cách đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990.
tỷ lệ tử vong do bệnh gan và bệnh mãn tính ở phổi đều tăng lên. Thành phố này đã phải chịu đựng tỷ lệ giết người cao tương đương với Chicago. Thị trưởng Craig Greenberg nói với bên điều tra, chúng ta đang gặp phải nạn bạo lực súng đạn ở Louisville và đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Scott Shanton, điều phối viên dịch vụ vận chuyển của bệnh viện Memorial quận Decatur, vận chuyển bệnh nhân Marilyn Lloyd, 70 tuổi, về nhà ở bà, vùng nông thôn Greensburg, Indiana vào tháng 7. 40 năm trước, nhiều thị trấn nhỏ và vùng nông thôn là nơi lành mạnh hơn cho người trưởng thành trong độ tuổi thanh xuân. Chúng ta nhận thấy, vào năm 1990, khu vực Louisville, bao gồm các quận nông thôn ở Nam Indiana, là khu vực điển hình của toàn quốc với tỷ lệ người trưởng thành từ 35 đến 64 tuổi tử vong ở mức tương đương với những người trưởng thành tương đương trên toàn quốc. Vào năm 2019, những người trưởng thành ở độ tuổi trưởng thành có nguy cơ tử vong cao hơn 30% so với những người cùng tuổi trên toàn quốc. Tỷ lệ bệnh tim, bệnh phổi và suy gan đều tệ hơn trong các khu vực so với xu hướng quốc gia. Điều tương tự cũng đúng với tai nạn ô tô, dùng thuốc quá liều, giết người và tự tử. Sau đó là căn bệnh tràn lan không thể bỏ qua trong khu vực này, đó là bệnh béo phì. Đó chỉ là một cái bóng trên mặt đất. James Dunbar, 28 tuổi, ở bên trái và Josh Vincent, 29 tuổi, đang ăn tại La Katrina Mexican Kitchen ở New Albany, Indiana vào tháng 6. Cả hai người đàn ông đều nói rằng gia đình họ có vấn đề sức khỏe. Mỗi một ngày, những gương mặt các cuộc khủng hoảng sức khỏe ở Mỹ đều bước qua các cánh cửa phòng khám ở Valdez Lohano tại trung tâm tiểu đường Jocelyn ở New Albany, Indiana. Sinh ra và lớn lên ở Pakistan, Lohano đến Hoa Kỳ vào năm 1994, đến New York sau khi tốt nghiệp trường y, nơi anh rất ngạc nhiên về những gì người Mỹ ăn. Thực phẩm chế biến sẵn, rất nhiều lượng calo rẻ, các bữa ăn quá nhiều, nổi bật nhất là soda pop có mặt khắp nơi. Khi Lohano ghé thăm một cửa hàng thức ăn nhanh ở Queens, anh gọi một bữa ăn khiêm tốn, một chiếc bánh hamburger và một lon Coca-Cola. Người nhân viên đưa cho anh một chiếc cốc rỗng, Lohano bối rối. Soda của tôi đâu? Anh ấy hỏi, nhân viên chỉ vào máy bán nước ngọt và bảo anh tự phục vụ. Tôi có thể có bao nhiêu? Lohano hỏi, anh uống bao nhiêu tùy thích? Anh ta nói, hủy chiếc hamburger của tôi đi, tôi chỉ định uống soda thôi, anh tuyên bố như vậy. Bác sĩ nổi tiếng Valdez Lohano khám cho Shannon McAllister, 50 tuổi, tại trung tâm tiểu đường Jocelyn vào tháng 6. McAllister nặng 255 pound trước khi phẫu thuật cắt dạ dày 3 năm trước. Và tôi tin chắc rằng nó đã kéo dài thêm ít nhất 10 năm của cuộc đời tôi. Và quý vị cũng biết 255 pound khoảng 125 kg, kính thưa quý vị. Lohano, một bác sĩ nổi tiếng có phòng khám cách Louisville, một quãng lái xe ngắn về phía Bắc, cho biết ông đã nhìn thấy hai thế giới trong cuộc đời này. Ý của ông không chỉ là Pakistan và Hoa Kỳ, mà còn cả quá khứ và hiện tại. Khi còn học trường y ở Pakistan, ông được dạy rằng một người đàn ông trưởng thành điển hình nặng 70 kg, khoảng 154 pound. Ngày nay, một người đàn ông trung bình ở Hoa Kỳ nặng khoảng 200 pound. Phụ nữ trung bình nặng khoảng 171 pound, gần bằng cân nặng của đàn ông những năm 1960. Năm 1990, 11,6% người trưởng thành ở Mỹ bị béo phì. Bây giờ con số đó là 41,9% theo CDC. Tỷ lệ tử vong do béo phì ở người lớn từ 35 đến 64 tuổi đã tăng gấp đôi từ năm 1979 đến năm 2000, sau đó lại tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2019. Năm 2005, một báo cáo đặc biệt trên tạp chí y học New England cảnh báo rằng sự gia tăng béo phì cuối cùng sẽ ngăn chặn và đảo ngược các xu hướng lịch sử trong tuổi thọ. Lời cảnh báo đó tạo ra một ít phản ứng. Các chuyên gia cho biết béo phì là một trong những lý do khiến tiến trình chống lại bệnh tim sau khi tăng tốc từ những năm 1980 đến năm 2000 đã chậm lại. Theo Otis Brawley, bác sĩ chuyên khoa ung thư và dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins, béo phì đã sẵn sàng vượt qua thuốc lá, đã trở thành nguyên nhân gây ung thư số 1 có thể phòng ngừa được. Khoa học y tế có thể giúp xoay chuyển tình thế. Bệnh nhân tiểu đường đang hưởng lợi từ các loại thuốc mới được gọi là chất chủ vận, GLP-1, được bán dưới nhãn hiệu Ozempic và Wegovy, giúp cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và có thể giúp giảm cân đáng kể. Nhưng các công ty bảo hiểm chậm coi béo phì là một căn bệnh nên thường từ chối chi trả tiền thuốc cho những người không mắc bệnh tiểu đường.
David O'Neill, một bệnh nhân tại trung tâm Joslin, đã mất một chân vì căn bệnh tiểu đường 3 năm trước. Lohano đang điều trị cho David O'Neill, 67 tuổi, một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu bị mất chân trái vì bệnh tiểu đường. Khi anh đến thăm phòng khám của Lohano lần đầu tiên vào năm ngoái, lượng đường trong máu của anh thuộc loại cao nhất mà Lohano thấy thật kinh ngạc, bác sĩ nói. O'Neill cho biết, bệnh tiểu đường đã di truyền trong gia đình anh, đã ly hôn. Anh sống với một con mèo, một mình với hai con mèo. Anh cho biết, ông chủ yếu ăn bữa tối đông lạnh mua ở Walmart, dễ nấu hơn, ông nói. 3 năm trước anh bị cắt cục chân. Tôi có một chiếc xe tập đi, nhưng khi bạn có một chân thì chỉ đó chỉ là một cái phễu thôi. Và anh nói, tôi phải kiểm soát được bệnh tiểu đường này. Nếu không, tôi sẽ không còn cái chân còn lại, kính thưa quý vị. Quý vị thấy, xã hội của Mỹ uống quá nhiều chất ngọt dẫn đến nhiều bệnh nhân bị tiểu đường. Và cũng chúng ta cũng đã thấy cái số lượng mà liệt kê, mà Tý đã liệt kê bên trên. Và Tý tin tức cũng xin khép cái phần 2 này lại ở đây. Và hẹn gặp lại quý vị ở phần 3 trong phần Người Mỹ chết sớm. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái vlog ngày hôm nay. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Và quý vị khán giả nhớ like nếu thích video clip này và bình luận bên dưới giúp cho Tý. Bye!